hậu vệ Van Đô, huấn luyện viên Trussi không so sánh U23 với U20 Việt Nam. Hậu vệ Lê Van Đô khẳng định huấn luyện viên Philip Trussi chỉ tập trung vào chuyên môn cho U23 Việt Nam, thay vì so sánh học trò với đội U20 Việt Nam đang đá giải châu Á. Điều khiến tôi hứng thú nhất ở huấn luyện viên Trussi là nhiệt huyết và quyết tâm của thầy trong từng buổi tập. Ông luôn tạo áp lực cạnh tranh rất lớn cho cầu thủ và không ai chắc suất đá chính ở U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Trussi luôn xoay tua cầu thủ trong mọi hoàn cảnh, hậu vệ cánh Lê Van Đô chia sẻ trước buổi tập sáng ngày 6 tháng 3 của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập trung đầu tiên cùng huấn luyện viên Philip Trussi. Ở giai đoạn này, nhà cầm quân người Pháp chủ yếu rèn kỹ thuật cho học trò, phổ biến triết lý chơi bóng và đánh giá năng lực cầu thủ. Danh sách đội từ 41 cầu thủ sẽ rút gọn xuống 28 cái tên sau ngày 7 tháng 3 tới, trước khi ông Trussi chuyển sang huấn luyện chiến thuật. Huấn luyện viên Trussi rèn cho các cầu thủ các kỹ năng chuyền, nhận bóng, kiểm soát bóng ở mức tốt nhất. Các cầu thủ cần học cách hỗ trợ nhau ở các tình huống bị đối thủ gây áp lực ở 1/3 sân phòng ngự của mình. Khi đối thủ pressing, các cầu thủ tuyến trên cần tích cực lùi về để hỗ trợ phát triển bóng lên trên, Van Đô chia sẻ. Theo hậu vệ từng vô địch SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam, huấn luyện viên Trussi rất khắt khe và kỷ luật với các cầu thủ. Tôi không bỡ ngỡ với giáo án tập luyện của huấn luyện viên Trussi, vì tôi từng có thời gian được ông huấn luyện 2 năm trước ở PVF. Tôi quen thuộc với cách làm của thầy. Tất nhiên, ở đội tuyển U23 Việt Nam, ông Trussi sẽ khắt khe và đòi hỏi cao hơn ở các cầu thủ. Huấn luyện viên Trussi chưa cho cầu thủ tập chiến thuật nên chưa rõ, nhưng ông đòi hỏi cao ở cầu thủ, muốn U23 Việt Nam phải nỗ lực hết mình trong từng buổi tập, Van Đô nói thêm. Van Đô cũng theo dõi các trận đấu đã qua của U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á 2023. Hậu vệ này đánh giá, tôi có xem U20 Việt Nam thi đấu. Các cầu thủ đều tự tin, có chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu một. Dù vậy, huấn luyện viên Trussi không lấy ví dụ về các trận đấu của U20 Việt Nam để chỉ dạy U23 Việt Nam. Ông chỉ tập trung vào chuyên môn, chứ không so sánh chúng tôi với các cầu thủ U20, Van Đô nhấn mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.